nhận xét mà của tôi nhận xét được đó là tại vì ông Clinton ông chỉ dừng lại á, năm 1995 là tại vì theo như chính phủ Hoa Kỳ đó, tất cả những người á, mà chính phủ nhận vô trước năm 1995 là những người họ định nghĩa là tị nạn cộng sản Việt Nam, trong đó gồm có những người đi qua năm 1975, những người đi vượt biên, và cái chương trình Hoa Kỳ đó nhận những người tị nạn cộng sản, họ coi những người đó là tị nạn cộng sản thì họ dừng lại ở Hoa Kỳ sau năm 95 đó. Nhưng mà sau năm 95 giờ đi đó thì những người mà qua sau là họ coi như là qua theo dạng đoàn tụ hoặc là đi theo dạng mà mình bảo lãnh qua, thì những người đó đó là những coi như đi theo vấn đề di trú bình thường và họ phải theo cái luật trục xuất Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái thời điểm của Tổng thống Trump là tại vì cái có những cái phong trào mà người dân Hoa Kỳ họ nghĩ là bất kỳ người nào không cần biết qua đây vì lý do gì mà vi phạm một tội hình sự, đôi lúc những cái hình sự đó cũng như là tội rất là nhẹ thôi, dân Mỹ lúc đó họ đồng ủng hộ cho ông Trump về cái chuyện mà đối xử với những người mà không cần biết anh vi phạm tội gì, và cái vấn đề nó gọi như là bài những người mà qua đây di dân đó. Cho nên đó ông Trump ông mới ký một cái memo như vậy với lại chính quyền cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ là trong chuyện này đó là sức ép của phía bên Hoa Kỳ, nếu mà ông Trump muốn đưa ra trước cộng sản Việt Nam họ không có mắc mớ gì, họ phải nhận những người mà bị đẩy về Việt Nam, và đây là sức ép của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể đặt ra một số điều kiện và có thể cho Việt Nam một số về vấn đề cái đinh hoặc là một cái lợi nào đó để cộng sản Việt Nam nhận những người này. Thứ nhất đó, đây là một cái memo thôi, và về vấn đề understanding giữa tổng thống Trump ông đặt ra với lại cộng sản Việt Nam, thì tổng thống Biden ông có thẩm quyền để có thể dừng lại cái này được. Đó lý do tại sao tôi nghĩ là một số dân biểu mà gần với cộng đồng Việt Nam họ giống lên tiếng nói để họ nói được quốc hội phải áp lực tổng thống để ngưng lại cái chuyện này, và coi như cái memo tức là cái bản mà đồng thuận của ông Trump đó thì tổng thống có thể rút lại. Một cái tội mà đơn giản nhất mà người gốc Việt hay bị đó là cái tội mà đánh nhau trong gia đình, xô xát trong gia đình, đó là những cái chuyện mà cũng có thể bị đưa đến sự trục xuất hình sự, hoặc là ăn cắp vặt nhiều lần, đó là mình nói là tội nhẹ thôi. Còn những cái tội mà chẳng hạn như những em mà thiếu niên phạm pháp vì đã đi chơi với lại chung với bạn, và bạn đôi lúc là cái người mà làm vi phạm về vấn đề hình sự với người khác, và các em này bị rất là nhiều, bây giờ đó họ đã thay đổi cuộc đời, đã làm cho bản án rồi thì vẫn bị trục xuất. Cho nên những người này phải đi kiếm những người luật sư chuyên môn trong cái chuyện này để họ có giúp, và có nhiều tổ chức họ giúp trong vấn đề từ thiện nữa. Tôi là Đỗ Thành Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được đây là tôi có mua cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Nhất là trước đây công việc của tôi đi làm về hàng ngày là rất là áp lực và mệt mỏi, nhưng từ khi có cái máy massage Nuraco của Mỹ này thì mỗi một lần đi làm về tôi sử dụng thì tôi cảm thấy người nó rất là thoải mái, không như trước đây nữa. Nhất là nó có cái hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Chuyện đó thì nó đâu có gì là ghê gớm đâu. Và như chúng ta đã biết, họ đâu có phải là đứng khơi khơi mà họ chụp một người nào là họ trục xuất đâu. Họ trục xuất là trục xuất những thành phần như vừa nói đó là đã phạm tội. Mà thậm chí là những cái tội hình rất là ghê gớm. Chứ đâu có phải bình thường. Cướp của giết người rồi hiếp dâm rồi đủ thứ cả, những cái đó thì theo tôi nghĩ rằng chả phải gì riêng gì Việt Nam mà kể cả những cái quốc gia khác người ta cũng vẫn cứ trục xuất, nhưng mà riêng Việt Nam thì người ta hay vin một cái chỗ rằng
có một cái đạo luật trước kia nói rằng những cái người mà tị nạn đó, tức là trước khi mà Việt Nam bình thường hóa với Hoa Kỳ đó, là không thể bị trục xuất. Nhưng mà cái đó thì cũng không phải. Cái hồi đó là cộng sản họ không chịu nhận, là bởi vì đâu có bang giao. Mình phải biết rằng đến năm 1995 thì mới có bang giao, thì hai bên mới có thể thương thảo để coi như vậy là thực hiện nhiều cái việc khác của hai quốc gia đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thế thành ra cái việc mà họ có bàn về vấn đề mà trục xuất hay không trục xuất thì cũng tùy theo những cái tình hình là họ muốn, người Mỹ họ muốn đòi hỏi Việt Nam cái gì và Việt Nam cần phải nhượng bộ cái gì. Thì họ đưa những cái đó ra làm những cái điều kiện thôi. Theo tôi chả có cái gì là ghê gớm cả. Bởi vì nếu mà trục xuất 8.000 người Việt Nam mà phạm tội hình sự mà ghê gớm nặng không à, thì cái điều đó là làm sạch cộng đồng thôi chứ có cái gì đâu. Chuyện đó là cái chuyện coi như vậy là mình phải ok cái đoạn đó chứ. Như tôi không bao giờ chấp nhận cho những cái kẻ mà coi như vậy là giết người mà đang bị giam bây giờ thả ra hòa đồng vào với xã hội rồi một tên mà hiếp dâm cả 30-40 người rồi. Rồi đến khi vào tù rồi bây giờ ra khơi khơi nó đi ở đó thì làm sao mình cảm thấy xã hội an ninh được. Thành ra cái vấn đề mà gọi là trục xuất hay không trục xuất là tại nhân thân cái con người đó, cũng như trong cái đạo luật họ nói rằng khê in khê, tức là họ sẽ xét từng trường hợp một, từng vụ một, chứ không phải là họ trục xuất một cách đại trà. Và nếu người nào hiểu về cái luật di trú thì khi có cái lệnh trục xuất anh vẫn có quyền coi như vậy là chống lại bằng luật pháp, bằng luật di trú, thuê luật sư di trú để làm việc. Thành ra cái việc đó nó không có gì là ghê gớm cả. Ông Trung ông chẳng phải là chỉ muốn tống khứ người Việt Nam, mà ông Trung ông sẽ tống khứ tất cả những cái người di dân nào mà phạm pháp chưa có quốc tịch là ra khỏi nước Mỹ về các quốc gia của họ, chứ không phải riêng gì người Việt Nam. Người Việt Nam không có gì đặc biệt trong trường hợp này cả. Đó nào, mình phải thấy một cái điều nó rõ ràng như này. Người Việt Nam phạm tội lại càng không có cái quyền gì đặc biệt cả. May ra người da đen phạm tội như là George Floyd thì được mọi người quỳ xuống để mà tôn sùng. Chứ còn người Việt Nam thì bây giờ phạm tội thì tống vào tù, không có quốc tịch thì nó trục xuất. Chuyện đó là đương nhiên thôi. Mình rất là thất vọng và nếu không nói là giận dữ, cảm thấy mà phải bị phản bội một cách dã man. Mà mình đã thấy có một số trường hợp rồi, có một anh nào đó mới vừa ra tù xong là bị bắt ngay liền và gửi về, mà anh đó để cái gốc tịch bố mẹ anh đó là Cambodia, mà anh nó thật sự ra là bố mẹ anh là người sống ở bên Việt Nam, qua đây anh biết một tí tiếng Việt Nam chứ không có biết tiếng Campuchia, và cuối cùng anh đó là bị trục xuất về Campuchia, tại là cái nguyên quán của bố mẹ anh đẻ ra, mà anh đâu có biết về tiếng Campuchia đâu. Anh nói anh thà về Việt Nam nó còn hơn là Campuchia. Ở thì những cái việc đó mình đã thấy là tại vì cái nguyên lý, cái nguyên tắc vận hành mà của cái bộ mà di dân mà di trú của dưới thời Trump đó, và Christopher Stephen Miller là những tay mà là kỳ thị mà khét tiếng luôn. Stephen Miller là họ chỉ muốn giới hạn số người từ da màu từ các nơi đến, mà họ muốn tăng lên số hạn người từ Đông Âu, Bắc Âu qua bên Mỹ này. Thứ nhất họ không thích người da màu, thứ hai họ muốn người da trắng Caucasian Anglo-Saxon là những người mà lắm đa số, tại vì họ nghĩ là những cuộc bầu cử 8 năm vừa rồi đa số là người da màu và những người da trắng có đạo đức á, họ tin vào dân chủ tự do là được thắng, cho nên họ nhắm là trên cái đường dài đó là phải người da trắng vẫn là số đông. Đó thì cái điều này nó nói lên cái bản chất kỳ thị, khinh thị mà và cái âm mưu mà cái ý đồ mà hung hiểm của bọn hèn hề này đó là họ không muốn thấy người da màu, không muốn thấy người Á Châu. Dĩ nhiên là đứng ở một cái mặt mà của người Mỹ thì có ai mà thích những người tội phạm ở trong gọi là gia đình của nhà mình đâu, không ai thích. Cho nên cái chuyện đó chính quyền của ông Trump ông làm cái công việc đó, đó cũng là một cái việc làm của những người lãnh đạo của cái đất nước Hoa Kỳ này. Thế nhưng mà bây giờ đó, những người ủng hộ ông Joe Biden đi theo đảng Dân Chủ để mà lên án ông Trump thì người ta cũng có những cái khả năng để làm việc mà. Nếu mà người ta ủng hộ ông Joe Biden thì người ta làm gì được cho những người hiện tại trong tương lai sẽ bị đẩy về. Người ta có quyền và có miệng để nói chứ, đâu phải không.
mà người ta không nói được thì người ta nên câm đi thì tốt hơn. Là bởi vì làm sao? Ủng hộ ông Joe Biden để được cái gì? Làm được cái gì cho dân tộc mình, cho đất nước mình? Chỉ đứng đó để chê người khác thôi sao? Chả làm được cái gì cả. Cho nên những cái người đó đó, nếu họ là những người gọi là thương yêu người khác, thấy những người gọi là bị cái tình trạng oan uổng, bị ép bức như thế, thì họ có quyền yêu cầu ông Joe Biden thay lại cái điều khoản đó. Cũng như là ông Joe Biden lên một cái là ký 50-60 cái hiến định để mà thay thế tất cả những cái đường lối của ông Trump. Thế thì bây giờ họ cũng có quyền yêu cầu ông Joe Biden là thay cái đó của ông Trump đi, dẹp cái đó đi, đổi cái đó đi, để mà giữ lại những cái hiện trạng ngày xưa. Họ có quyền làm chuyện đó. Còn nếu họ không làm được thì họ nên gọi là ngậm miệng họ lại, thì nó hay hơn là cái chuyện họ nói. Thực sự chúng tôi cũng chả hiểu được rằng là cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ nghĩ gì và họ làm gì. Một cái điều cho thấy rằng là thực sự là tất cả thì nó chỉ là một cái vì sự, một cái sự gọi là tham lam vì cái túi tiền của họ thôi. Bởi vì bây giờ nếu mà Việt Nam mà không chấp nhận cái điều đó, nước Mỹ không thể nào tống về Việt Nam những người mà đã ở Mỹ này lâu năm hoặc là mới sang Mỹ mà chưa có quốc tịch Mỹ bị tống trả trở về, Việt Nam không nhận, thì không có cách gì mà người Mỹ trả trở về được. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội rõ ràng là vì cái túi tham của họ, chứ không có phải là chả phải thương dân, thương nước gì hay là bất cứ một cái lý do nào khác ngoài cái chuyện họ tham tiền. Bởi vì mỗi đầu người khi Hoa Kỳ trả về như vậy thì họ sẽ được nhận lãnh bao nhiêu tiền đó. Đó là một cái lý do mà chúng tôi thấy rằng là cái người lãnh đạo, cái người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay chả có một tí cái lòng thương dân, thương nước nào cả. Họ làm những công việc đó, họ không nhìn thấy rằng là ở Mỹ này bây giờ đó, bao nhiêu những người mà người ta tràn vào nước Mỹ một cái cách gọi là vô tội vạ, chả có giấy tờ gì hết, người ta cũng tràn vào cả hàng triệu người từ khoảng gần một năm nay. Thế thì cái điều đó tại sao mà những người của chúng ta đã ở đây lâu năm rồi lại bị đuổi về, thì họ nghĩ thế nào? Thế thành ra cái vấn đề đó tôi nghĩ rằng là ngay chính người Việt Nam của chúng ta cần phải nghĩa là nhìn thấy rõ những cái điều đó. Thứ nhất, những ai chưa vào quốc tịch thì nên thi vào quốc tịch. Mà những người mà nếu đã là tội phạm rồi thì rất là khó để mà vào quốc tịch, hầu như không có thể vào được. Đó là một cái vấn đề. Nhưng mà cái điều nói đi nói lại thì chúng ta vẫn thấy rằng là chúng ta không bao giờ mà muốn cho tất cả những cái người Việt của chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Là bởi ví dụ quý vị thấy rằng bây giờ ngày hôm nay những người mà chưa được vào quốc tịch, những người vì những cái lý do này, lý do khác chưa vào được quốc tịch ở đây, dù là không tội phạm người ta cũng rất là dễ dàng để tống cổ về, thì đó là một cái sự thiệt thòi cho người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, một người Việt Nam ở ngoại quốc này, ở nhất là ở Mỹ này, cho dù nếu mà có không có quốc tịch vẫn có thể đi làm ăn và vẫn có thể có dư giả tiền bạc để gửi về giúp đỡ cho những người thân nhân ở Việt Nam, thì cái điều đó là một cái điều có lợi cho Việt Nam chứ không phải là có hại gì. Thế nhưng mà trong khi đấy, nhà cầm quyền Việt Nam thì tham cái lợi trước mắt, quên cái hại sau lưng. Là cái điều mà ngày hôm nay họ nhận những cái người đó về để mà đem về Việt Nam thì họ được một ít tiền. Quý vị cứ thử tưởng tượng năm bây giờ nếu mà một người nào đó muốn đem đổ rác vào nhà bạn, bạn không chấp nhận người ta có đổ được không? Thế thì ở đây cũng vậy thôi. Nước Mỹ muốn trả về Việt Nam những cái thành phần gọi là họ không chấp nhận, họ không thích nữa, thì Việt Nam mà không ký chấp nhận thì cũng không có thể nào mà Mỹ đổ vào được. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy, đó là cái sự thiệt thòi cho người Việt Nam của chúng ta. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Về phần mình, nhạc sĩ Nam Lộc, hay còn được biết đến là cựu giám đốc cơ quan di trú và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ USCC, Tổng giáo phận Los Angeles trong suốt 41 năm, từ năm 1975 đến năm 2016, đã trả lời với Nửa Vòng Trái TV qua tin nhắn điện thoại như sau.
Hiện nay, tôi đang tập trung trong việc vận động chính phủ Hoa Kỳ nhận định cư số 2.000 đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan qua chính sách mở rộng của Tổng thống Joe Biden với tổng số dự trù là 125.000 người, bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 10, 2021 tới đây. Nhưng không có một người Việt Nam nào được bao gồm trong số đó. Ngoài ra, tôi cũng đang ráo riết tìm những người bảo trợ cho một số đồng bào tị nạn Việt Nam tại Indonesia và Thái Lan đã được chính phủ Canada phỏng vấn và chấp thuận được định cư tại quốc gia này qua chương trình Private Sponsorship do tổ chức VOI thực hiện từ nhiều năm qua. Vì những lý do trên, cho nên tôi không theo dõi các chính sách thay đổi về di dân khá phức tạp của Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của anh Derek liên quan đến đề tài cuộc khảo sát ngày hôm nay, tôi cực lực phản đối việc trục xuất những người tị nạn dù đến Hoa Kỳ trước hay sau năm 1995, ép buộc họ phải trở về quốc gia mà họ đã phải bỏ đi vì bị ngược đãi, nhất là quốc gia đó vẫn không hề thay đổi chính thể, vẫn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản. Xin nhớ rằng tất cả những tị nạn Việt Nam đều đã được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc chứng nhận và cấp quy chế tị nạn cho họ. Ngoài ra, tôi cũng chống đối việc trục xuất các thường trú nhân được định cư tại Hoa Kỳ qua diện con lai Mỹ Việt, American Children, dưới đạo luật Homecoming Act, đón những người con cùng máu huyết về quê cha của họ, nay lại trục xuất về một đất nước mà họ đã từng bị kỳ thị và đối xử bất công là một hành động thiếu nhân đạo và không đúng với tinh thần bao dung truyền thống của người Hoa Kỳ. Tôi thấy rằng là một cái điều thiếu sót và chúng tôi không bằng lòng với cái việc đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã đọc cái tờ báo Người Việt cái số ngày hôm nay thì chúng tôi lại thấy ông dân biểu Alan Longenthal, cái phát biểu ông ta có vẻ lợi dụng cái cơ hội này để mà nói xấu Tổng thống Donald Trump cũng như là để mà mua chuộc cái cảm tình của người Mỹ gốc Việt, thì tôi thấy cái việc làm đó nó có vẻ vì một cái mục đích chính trị, nó làm mất đi cái việc tốt hình ảnh tốt đẹp mà ông vẫn có đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng tôi ở hải ngoại này. Cái việc mà Hoa Kỳ có một cái quyết định tổng quát hóa, tức là cho những cái người Mỹ gốc Việt mà chưa có quốc tịch Hoa Kỳ mà phạm tội đại hình, những cái tội mà liên quan đến giết người hoặc là những cái tội nặng đó thưa anh, tội bạo động nặng đó, thì đó là một cái việc mà chúng tôi nghĩ đây không phải là một cái biện pháp đối với người Việt mà thôi, mà nó đối với tất cả những người các quốc gia khác như là người Mỹ, người Âu Châu vân vân, bất cứ ai mà phạm tội đại hình mà tội nặng và chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thì chính quyền Hoa Kỳ sẽ trục xuất về quốc gia nguyên thủy của họ. Điều này nó không phải là cái điều quá quan tâm đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đa số những người Việt ở hải ngoại đều đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Thành thử ra những người mà phạm tội đại hình nặng thì có bị tội đi nữa cũng vẫn sẽ không bị trục xuất, bởi vì đa số những người đó là đã có quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Riêng đối với những thành phần thiểu số thì đây là cái điều mà chúng tôi quan tâm. Có một số tội thì chúng tôi nghĩ rằng không nên phí tổn cái tiền thuế của người dân để mà lưu giữ những cái người mà bị những cái tội quá nặng đó ở trong lao tù. Tuy nhiên những cái tội mà nặng vừa vừa thì chúng tôi nghĩ rằng cái lệnh trục xuất họ thì nó quá nghiệt ngã, nhất là đối với những người đã trả lại cái công lý khi mà họ đã ở trong tù hết cái nhiệm kỳ của họ. Dĩ nhiên là cái sự việc này nó cũng kết giữa chính quyền Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ thì cũng không thể nào đổ tội hết vào phía bên Hoa Kỳ được, là bởi vì phải có cả hai đồng ý thì cái sự việc này nó thành hình. Thành thử ra đây là một cái quyết định tốt hay là xấu tùy theo quan điểm mỗi người, nó là cái trách nhiệm chung của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam. Riêng về đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tôi không thể trả lời thay cho họ được, vì cái quan điểm của họ là có lợi hay không có lợi chỉ nhìn từ cái cạnh quan điểm của người Mỹ ở hải ngoại này, thì tôi cho rằng cái trách nhiệm đó tôi quy nó lên trên cái chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với người bị tốt nghiệp ở hải ngoại nhiều hơn.
Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.